khi bác sĩ thích đùa. Bác sĩ ơi, bạn của em sao vậy bác sĩ? Bệnh của cô vẫn ổn, nhưng mà có một điểm phiền phức, sau này mỗi ngày cô phải uống một viên thuốc này để duy trì mạng sống. Có thuốc chữa là tốt rồi. Hả? Ủa, sao trong này chỉ có 3 viên vậy bác sĩ? Đúng vậy. Tôi đùa với cô đó, thật ra cô có thể sống lâu như thế này. Ý của bác sĩ là 5 năm hay là 5 tháng? Khi bác sĩ thích đùa phần 2. Sao tôi lại ở đây vậy? Không sao, lúc nãy cô bị tai nạn, nhưng mà tôi đã cứu sống cô rồi. Hả? Bác sĩ, vậy em có sao không? Không có gì nghiêm trọng hết, chân bị thương chút xíu. Vậy thì tốt rồi, cho em xem chân em đi. Bây giờ chưa xem được, chân của cô đang được chuyển tới đây. Hả? Đừng lo, còn có tin tốt. Vậy có thể nói ra được hả? Không phải, đồng nghiệp của tôi muốn mua đôi dép trên cái chân cô. Khi bác sĩ thích đùa phần 3. Bác sĩ ơi, em bị bệnh gì vậy bác sĩ? Bệnh của cô rất là hiếm gặp. Vậy là không có thuốc chữa hả bác sĩ? Đúng vậy. Cô đừng lo, nhưng mà còn có một tin tốt. Là còn có thể chữa được hả? Không phải, chúng tôi muốn lấy tiền cô để đặt tên cho căn bệnh này.